Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của S-Mac Audio và kênh chúng tôi chuyên cung cấp các thiết bị âm thanh karaoke chuyên nghiệp. Và trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi hân hạnh được đóng một cái đơn hàng, đó là vang số chỉnh cơ TD Acoustic T8 cho anh Minh Hồ, có địa chỉ tại số 52 /11 Kinh Dương Vương, phường 13 quận 6 thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi xin phép được làm một video có hai nội dung. Thứ nhất là để giới thiệu đến quý vị và các bạn sản phẩm vang số chỉnh cơ TD Acoustic T8. Và chúng tôi đã làm những cái video rất là chuyên nghiệp để giới thiệu sản phẩm này rồi. Và hôm nay chúng tôi xin làm một video để thứ nhất là để giới thiệu sản phẩm này. Thứ hai là để làm một video căn chỉnh hỗ trợ anh Minh Hồ trong quá trình sử dụng có những sự sai số khi hoạt động âm thanh, thì anh Minh Hồ vui lòng xem lại cái video này nếu mà cái sản phẩm của anh khi mà chỉnh nó bị sai số dựa vào cái video này ấy, thì sẽ căn chỉnh lại như mức độ ban đầu. Và chúng ta hãy cùng đến hộp sản phẩm. Em xin phép là hôm nay em đóng rất nhiều đơn hàng, vậy nên em sẽ làm một video khá là nhanh. Quý vị và các bạn hãy xem chi tiết sản phẩm. Đây hộp sản phẩm. Đó, được lót xốp rất là kỹ càng. Và một dây nguồn. Đây, hàng sản phẩm mới nguyên hộp vào anh 15. Vâng, trên có thương hiệu TD Acoustic Music and Light. Vâng. Xin phép được làm video nhanh ạ. Đó, chúng ta xem giới thiệu tổng quan một chút. Đó là mặt sản phẩm được phanh nhôm nguyên khối, rất chắc chắn, chống bám bụi. Trên lắp thì được sơn một lớp tinh điện chống sức sát, bám bụi. Và đường sau thì có thể thấy một hệ thống bố trí rất là hài hòa và đa chức năng, khi chúng ta có thể nhận thấy là 6 đường ra tương ứng với 4 đường ra của loa full hoặc loa lời bình thường, cảm xúc đẩy của mi. Và đây là đường center và đây là đường xúc. Và có một lưu ý nổi bật, đó là cái cổng xúc của cái vang số chỉnh cơ TD Acoustic T8 được tích hợp thêm cái đường micro, đó là một tính năng ưu việt mà chỉ có ở vang số mới có. Và đây là cổng quang, có thể lựa chọn tín hiệu đầu vào quang hoặc là rắc AUX1, AUX2. Và AUX1, AUX2 thì nó sẽ được mạ vàng để tránh tình trạng mo ve trong quá trình sử dụng. Sản phẩm TD Acoustic T8 thì sẽ được bảo hành 1 năm, nối 1 đổi 1 trong 1 tháng. Sản phẩm rất chất lượng, đang đi đầu thị trường về lĩnh vực băng khơ. Khi bộ dàn karaoke, nhà quý vị và các bạn có những sản phẩm của TD Acoustic thì sẽ cho một chất âm rất là vượt trội và tiếng rất là bền bỉ và thiết kế bắt mắt, trẻ trung. Với giao diện là rất là phù hợp với dàn karaoke kinh doanh hoặc dàn karaoke gia đình. Không chỉ những hộ gia đình sử dụng cái sản phẩm vang cơ TD Acoustic T8 này, và còn những các cái buổi hát rong cũng như là bộ karaoke lưu động cũng đã được phối ghép với dòng sản phẩm này. Và chúng tôi xin test cái chất tiếng của nó, chất mộc của nó khi để mặc định. Vâng, đấy là chất âm về phần nhạc. Vâng, và chất âm vào phần nhạc. Vâng, chúng tôi để mặc định. Và bây giờ chúng tôi sẽ hướng dẫn quý vị và các bạn cách căn chỉnh. Và anh Minh Hồ có cho chúng tôi thông tin là anh kết nối với cục đẩy Yamaha và một đôi loa full Bass 30. Thì chúng tôi sẽ chỉnh theo độ nhạy của loa full để anh Minh Hồ có thể là tương chỉnh với bộ dàn karaoke gia đình mình. Và đây chúng tôi giới thiệu sơ qua về bộ phận mic
music bên quay là phần nhạc, đó là có bass chung chép để quý vị và các bạn hiệu chỉnh với ô dàn karaoke gia đình mình, với cái chất lượng âm thanh nó bass chép nó lên. Chúng tôi thường sẽ để khi kết hợp với loa full cho bass và chép ở hướng 1 giờ và chung ấy sẽ ở hướng 11 giờ, bởi vì cái loa full bass 30 sẽ cho một cái chất lời rất là sáng, nên khi cho nhiều cái chung quá thì nó sẽ hơi bị chói. Quý vị và các bạn lưu ý cái phần này. Vâng, sau khi hiệu chỉnh thì chúng ta sẽ cho một chất âm tương đối sáng. Em gắng chờ anh đến ngày mai chung lời ca, rồi đây nói lại tình xưa đậm đà. Người hôm nay con đi, người mai kia con đi, nhưng sẽ về vui lại. Vâng, và tiếp đến tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn cái bộ phận echo cũng như là bộ phận chỉnh âm mic của sản phẩm. Vâng, và bộ phận echo ấy thì sẽ cho ba cái hiệu ứng âm, ba hiệu ứng chỉnh âm thanh, đó là delay, repeat và reverb. Delay là độ trễ này, repeat là độ lặp lại này, reverb là chuyên các cái âm thanh rất là cô quạng, tiếng rất là tốt, chuyên làm sự kiện. Và chúng ta sẽ để ở mức 114, vừa có thể hát karaoke gia đình và vừa có thể trợ giọng rất là tốt. Chúng ta sẽ tận dụng tối đa cái tính năng reverb của sản phẩm này, vì reverb của sản phẩm này được Linh nghiên cứu cũng như là được chế tạo nâng cấp từ những con vang số rất là chất lượng và được trải nghiệm qua các cái buổi show của nước ngoài. Vâng, đây là phần X-Center lưng tiếng, X-Center lưng tiếng, effect mute là cắt effect, đây là feedback là chống hú, chúng ta dí vào thì sẽ có khả năng chống hú và nhả ra thì sẽ bỏ khả năng chống hú. Đó, chúng ta có thể là tùy chỉnh để có một cái hiệu năng chống hú tương đối tốt. Vâng, và phần này là phần bass của mic. Đó, giọng ai ấm, giọng ai giọng trầm thì hãy cho bass vừa vả luôn, chép chung nó phải tương đối hài hòa, phải tương đối hài hòa. Vâng, vâng, với bộ karaoke gia đình của anh ấy, Linh Hồ ấy, thì em sẽ chỉnh cho chung chép của cái phần vang vọng, chung chép vang vọng sẽ cho lên cao một chút, với bass sẽ cho vang vọng sẽ cho nhỏ một chút. Đó, và cái phần mic echo ấy thì sẽ cho chung là ở hướng tầm 10 giờ, bass 12 giờ, chép là sẽ hướng tầm khoảng giữa 1 giờ và 12 giờ. Rồi. Và chúng tôi sẽ test chất mic kết hợp với bộ micro không dây UGX10, SOGX10 bản loại 1. Thưa quý vị và các bạn, bản loại 1 đó là vỉ đỏ. Rất nhanh thôi. Tôi xin phép được test chất mic của sản phẩm khi kết hợp với micro của SOGX10. Đó, hàng loại 1, 715. Vì trong ngày mai chúng tôi xin đóng rất nhiều đơn hàng, thao tác sẽ hơi bị rút gọn một chút, quý vị các bạn thông cảm. Đây, cú mic không xôi rồi cũng được. Hàng loại 1 chính hãng, có giá là 2,2 triệu bao ship. 2,2 triệu bao ship thì rất là tốt, chất âm rất là vượt trội. Đó, có chống rút, có chống zip và tự ngắt trong 15 giây. Cái sản phẩm này sẽ được đưa ra thị trường vào những ngày tháng của cuối năm 2018, bên em đã nhập về và rất là lựa chọn. Trên thị trường thực sự là có rất nhiều loại mic xua, nhưng mà để lựa chọn những sản phẩm chính hãng và loại 1 thì chúng tôi đã dựa vào rất là nhiều năm kinh nghiệm chọn lựa sản phẩm. Vâng, thưa quý vị và các bạn, tôi sẽ dùng một bộ micro không dây SOGX10 hàng loại 1 để test vào bộ sản phẩm Telecotic, đó là T8, để gửi cho anh Minh Hồ. Rồi, và tôi sẽ xin test chất mic của sản phẩm.
một hay ba bốn con đường xưa em đi, một hay ba bốn năm sáu bảy chín mười, một hay sáu bảy chín mười. Để khi xa rời anh không thấy đau trong lòng, một hay nên một hay thật lòng nhớ bên nhau trong năm cơ sao mọi chuyện đi quá xa xăm, tồn tại giữa cô đơn không em là điều rất khó. Phải chăng đã thương em yêu em quá lâu để giờ chán nản tên nhau, em đã không cần anh bên cạnh về sống ngày con ấm yêu thương bên nhau, chẳng bao giờ ngờ sẽ có hôm nay. Nhìn giây phút đã quay ngược đi thật sự buồn lắm, trời xanh bóng hôm nay cho mưa giấu đi lệ hòa trong lúc chia xa. Em cứ đi đừng lo anh chẳng sao mà. Thưa quý vị và các bạn, đó là một vài đoạn nhạc để chúng tôi có thể là test cái chất mic của bộ sản phẩm TD Acoustic T8 này. Vâng, số chỉnh cơ TD Acoustic T8 thì có giá là 2.950.000 đồng, bao ship và tặng kèm một cặp dây cao lâm. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video chúng tôi. Hãy bấm đăng ký kênh và theo dõi những video thú vị, những video review, những video đánh giá những sản phẩm mới nhất của S-Mac Audio. Chúng tôi xin phép được dừng video tại đây để tiếp tục đóng hàng cho anh Minh Hồ cũng như là các đơn hàng khác. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.